ý tưởng mà mình hình thành cái loại hình uống cà phê như thế này á là muốn mang đến những cái trải nghiệm cho thực khách. Thì bình thường trước giờ là mọi người vẫn quen cách sử dụng pin hoặc là cái máy pha espresso của Ý. Thì bây giờ đây là cái loại bình Chemex, mình sẽ pha cà phê lạnh. Thì cái cách uống này á, nó sẽ làm cho mình thưởng thức những cái hương cà phê, những cái vị quả của nó tối đa. Cái loại bình pha này á, là Chemex thì sử dụng cái giấy lọc. Thì mình có thể uống bằng hai cách, một là uống nóng, hai là uống lạnh. Cái loại uống này á, là mình thưởng thức cái hương nó là chính, cho nên là mình sẽ pha nó loãng hơn cái loại cà phê bình thường. Mình muốn đem những cái trải nghiệm cà phê đến cho thực khách sử dụng, ví dụ như là cà phê Chemex, cà phê siphon hoặc là cà phê iDrip được pha ra từ nước đá. Thì mỗi một cái loại cách uống á, nó sẽ phù hợp với từng cái thời điểm trong ngày cũng như là phù hợp với những cái khẩu vị của mỗi người. Có người uống cái vị chua, có người muốn uống cái vị đắng nó nhiều hơn, hoặc là họ uống si phong thì đặc thù nó chỉ là uống nóng. Thì với Chemex á, thường á, nó sẽ phù hợp với là sau khi bữa ăn mình uống nó đạt cái hương vị nhẹ, thơm, dịu. Còn si phong nó sẽ phù hợp với buổi sáng thì là nó nóng và mình có thể cảm nhận được từ những cái độ béo từ khi mà mình pha từ cái bình si phong ra. Còn đối với iDrip, nó là một cái cách nó thẩm thấu nước đá khi mà chảy ra. Thì qua một cái lớp giấy thì nó sẽ giữ lại những cái chất béo không cần thiết cũng như là bớt đi cái độ chua và tạo ra cái vị sóng sánh khi mà mình uống ở trong cái vòm miệng. Khi mà mình mở quán cà phê này, thực khách đến, mình muốn cho họ có cái sự trải nghiệm về nhiều loại cà phê trong nước lẫn nước ngoài, cũng như là những cái cách thức uống cà phê. Ví dụ như là mình uống Chemex, mình uống siphon, mình uống iDrip hoặc là espresso. Thì bạn bè là những người đến đây là những người yêu thích cà phê, thì họ chia sẻ những cái quan điểm của họ cũng như là chia sẻ những cái loại cà phê mà họ mang đến. Thì không gian ở đây nó giống như là một cái nhà cà phê vậy đó.